dịp kỷ niệm 150 năm ngày sinh của nhà bác học nổi tiếng người Ba Lan. Chào đón bà Agata Duda, phu nhân Tổng thống Ba Lan, người đang có chuyến thăm chính thức tới Việt Nam. Là một nhà giáo, phu nhân rất ấn tượng với ngôi trường có định hướng chú trọng giáo dục nhân cách, bồi dưỡng năng lực trí tuệ, rèn luyện kỹ năng sống của học sinh. Trường học là nơi các em khám phá, là nơi các em nuôi dưỡng niềm đam mê học tập của mình để sau này sẽ đóng góp cho sự phát triển của xã hội. Tôi rất tự hào khi nhà khoa học Ba Lan Marie Curie được biết đến rộng rãi từ một đất nước xa xôi như Việt Nam và trở thành một tấm gương học tập vĩ đại với các em học sinh ở đây. Cùng với thầy trò trường Marie Curie, phu nhân Tổng thống Ba Lan đã cùng tưởng niệm 150 năm ngày sinh của nhà bác học vĩ đại.